Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã quay trở lại bản tin của chúng tôi. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung là liệu mà các thanh niên mà xăm mình bị cặn thì có phải đi nghĩa vụ hay không. Nhiều người trốn tránh nói nếu hết xăm mình mà được khỏi đi nghĩa vụ thì xăm hết người luôn để được ở nhà đi chơi cho đã. Cụ thể sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, xăm mình bị cặn thì có được đi nghĩa vụ quân sự. Nhiều băn khoăn của người trẻ lẫn phụ huynh về vấn đề nghĩa vụ quân sự, trong đó có những thắc mắc như nếu có hình xăm bị cặn thị loạn thị thì liệu có được đi nghĩa vụ quân sự, nếu bị cặn thì có được đi nghĩa vụ quân sự hay không, thì sau khi đọc những bài viết này, đi nghĩa vụ quân sự có được xài điện thoại sử dụng mạng xã hội không, đi nghĩa vụ quân sự người yêu có được đến thăm không, sức ngủ có được nhận tiền không. Mà báo chí đã đăng tải thì ông Lê Tấn Danh 48 tuổi, nhà ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre thắc mắc liệu người bị cặn thị có được đi nghĩa vụ quân sự hay không. Ông Danh nói thêm, con trai tôi bị cặn thị 1,5 độ thì có đi nghĩa vụ quân sự hay không. Không riêng gì ông Danh, nhiều phụ huynh khác, đặc biệt là những người trẻ đang ở độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự cũng muốn biết câu trả lời chính xác về vấn đề này. Mình bị cặn 1,75 độ ở mắt phải và 1,25 độ ở mắt trái, sang năm có thể được gọi đi nghĩa vụ quân sự, nhưng không biết bị cặn như vậy thì liệu có được nhập ngũ hay không. Nguyễn Quang Phú 22 tuổi ở Từ Văn Thố, huyện Bào Bàng, Bình Dương cho biết. Trả lời câu hỏi này, Thiếu tá Vương Thanh Phong, trợ lý chính trị công tác tại Trung đoàn 896, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho biết. Theo điểm A, khoảng 3, điều 4, thông tư 148 tên 2018 của Bộ Quốc phòng quy định, công dân bị cặn thị từ 1,5 độ trở lên và loạn thị thì được miễn nghĩa vụ quân sự. Dưới 1,5 độ thì nhập ngũ bình thường nghe. Và những người đủ điều kiện nhập ngũ thì học bắn súng bình thường luôn. Đối với trường hợp công nhân tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ tuy bị cặn thì có được tham gia nghĩa vụ quân sự hay không? Thì Thiếu tá Phong giải đáp. Dựa vào quy định của thông tư 148 trên 2018 của Bộ Quốc phòng, công dân dù viết đơn tình nguyện nhập ngũ cũng phải đảm bảo đủ yêu cầu là không bị cặn hoặc bị cặn dưới 1,5 độ mới được đi nghĩa vụ. Dù là tình nguyện hay đến tuổi thì cũng phải áp dụng quy định này. Và phóng viên đã đặt câu hỏi, nếu trong quá trình nhập ngũ, quân nhân bị cặn thì làm thế nào và nếu chữa trị được, đơn vị hỗ trợ thanh toán hay không? Thiếu tá Phong trả lời, nếu bị cặn, có nhu cầu sẽ đưa đi điều trị tùy theo mức độ cặn mà thanh toán theo bảo hiểm. Quân nhân nhập ngũ có bảo hiểm của bản thân, đơn vị không hỗ trợ mà đó là kinh phí bảo hiểm y tế thanh toán. Vậy xăm mình có được đi nghĩa vụ quân sự? Anh B, 23 tuổi, nhà ở số 12 quận Bình Tân, Hồ Chí Minh cho biết đã từng xăm một hình hoa hồng dưới tay trái. Anh B lo ngại điều này sẽ khiến B mất cơ hội đi nghĩa vụ quân sự các bạn. Và đây cũng là lo lắng của anh K, 22 tuổi, ở xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. K có một hình xăm chữ K phía sau lưng và cũng băn khoăn liệu như vậy có khi nào bị mất quyền đi nghĩa vụ hay không. Chia sẻ về điều này, Thiếu tá Phong cho biết, xăm mình vẫn có thể bị đi nghĩa vụ quân sự, trừ các hình xăm chống phá đảng, nhà nước, phản cảm để lộ ra ngoài. Một trong những điều thắc mắc của người trẻ về vấn đề đi nghĩa vụ đó là liệu quá trình nhập ngũ có được hút thuốc lá, có bị cấm hút thuốc lá, cấm xài điện thoại không? Thì Thiếu tá Phong cho biết, hút thuốc lá không có cấm, tuy nhiên một số đơn vị vận động bỏ thuốc, đến phấn đấu đơn vị không có thuốc lá hoàn toàn. Cũng như là có được sử dụng điện thoại hay không, thì nếu muốn phát triển trong môi trường quân đội thì phải đăng ký vào các trường quân đội, khi trúng tuyển phải phát triển lâu dài. Chứ còn ba cái chuyện mà điện thoại hay thuốc lá thì ba cái đó mình có thể bỏ được, chứ đâu có sao.